Officer và xin chào bạn. Rồi chào mừng các bạn đến với channel của mình. Mình là Team Officer đây. Rồi chào mừng các bạn đến với một video nữa về mi bokeh đặc trưng, và hôm nay mình sẽ hướng dẫn tải game bokeh đặc trưng mà phiên bản 3.3.0.0. và hôm qua mình mới phải xóa app cũ đi và tải app mới và server nhất là 3.3.0.0 để đỡ âm bố thì mình sẽ là chưa cái bộ có nhớ của các bạn là 1GB và cái nội dung của nó là bên mới là The Winner, Villa Win, Mamosa Win, Daily Bread, Stalin và các bếp máy chủ nó là VIP máy chủ, Desi máy chủ dạng phòng ngự và Volcanion bá chủ và cuối cùng mới là Thiên Chiêu Mai và Lena và trong cái game thì mình sẽ chỉ luôn và thêm những cái phê đòn các nội dung thì mình sẽ đặt xem và đây các bạn nhớ vào tải app mới nó sẽ kiếm tới mình sẽ tay cây cửa hòn Google Play các bạn nhé và cách chờ đợi rất là lâu nha các bạn, rất là lâu, mình khai định là rất là lâu. Tất cả tất bờ cũng phải chờ. Đây nó sẽ chuyển tới thứ thần chí, thứ thần chí. Các bạn tải thì không ngờ thì nó sẽ có 29 MB, nhưng mà tải về thì các bạn phải chờ tới 700 MB. Nên chờ rất là lâu. Và nó các bạn sao mà nó thì các bạn mở lên thì nó sẽ vô như thế này, kiểm tra các số liệu như thế này đó. Như thế vậy thì các bạn sẽ thành công nha các bạn. Và hôm qua thì mình có tải trang như thế này nhưng mà nó bị lỗi, nhưng mà tối hôm nay thì AD đã fix lại các bạn nha. Đây vô thì có trong chỗ rất là mới các bạn. Đây có trong chỗ như thế này các bạn này. Đây bên này thì em là rất pro với lại rất ram, đây là cũng cái mobi chỉ đó mà nhưng mà có cây kiếm các bạn. Đây là phiên bản 3.3.0.0. đây cái hình nó rất là đẹp, mình sẽ soi kỹ cho các bạn xem nha các bạn. Và mình thì các bạn biết cái gì đây, các bạn hình như thế này. Nhưng mình sẽ tắt âm thanh lên. Đây nhưng mà chỗ bắn lửa nó đây, mình sẽ xoay cho toàn diện này. Đây mình sẽ chuyển một cái này. Đây hổ béo, có dịp thì sẽ tài lần này nhé. Hổ béo đây thì tất cả các bạn người thì đã thay đổi, nhưng mà vẫn còn vài người còn các bạn. Đây ông tiến sĩ với là tiến sĩ còn, nhưng mà ông Adam này thì đã biến mất rồi các bạn. Đừng đăng cái chuyện với tôi. Và Alex ở thành có người lớn hơn cũng như là lúc này cũng có người cái đọc bọn cái lốt của Satoshi này. Và trong cái phần nhiệm vụ ký tên này nó rất là mới. Đây nó là cái chữ này và bếp thân này đang là Emma Forakie, em này là và mình vừa xuất hiện nên là ở đây nên là có 200 mảnh thường. Không biết ID này thì để
thiệt hay là giả đây, thật hay giả đây, mình hay nghi nghi đây. 210 mảnh. Đây cái phần event này cũng không đỡ được các bạn. Đây. Và cái phần tiếp thì mình tiếp tục nhận được nha. Mình tiếp tục nhận được như là mặc các bạn thông cảm nha. Và để mình xem sao ướp thế nào. À, đây, hình như cái râm trong này nó sẽ thu nhỏ lắm các bạn ơi. Đây, trong cái phần mà dây nắng nhất nó sẽ thay đổi nữa các bạn. Đây, các bạn thu dân rồi, nên không vô đeo gì nữa. Và hai cái này thì mình không biết đâu các bạn. Cần mà đi, cần nhận là mình không biết chơi được. À, các phần à bữa nay là thứ sáu này là cái hôm nay thì có mảnh em chưa lên này, các bạn nào mới này thì em qua tết chưa lên hay chắc chưa qua đây, nên có thể là ngày mai là có nhận qua cái mà bữa này. Là cái mà cái gì đồ hè. Ô, bàn qua nó chính là 949.000. Ai mà em viết ở trong trong này thì em quay được cái mức này nè. Mức này. Hay khó. Và cái đây, mình sẽ so friction nha các bạn. Prison, để xem cái danh hiệu có gì nè. Lắc quá, lắc quá. Đây, prison. Prison, để xem. Lên chữ sắc can được nè. Thời quân quân. Trầm. Trầm cuối đó. Điều khiển bảo vệ tiên phong bảo vệ ó quần giải mát tơ à ó có quần giải mát tơ nè hai lại nè người thế giới quần thế kẻ khắc khao thế hai lại nè người trung thành dễ tan của các bạn rồi chưa có nha các bạn chưa có cái đây là xe của Friction này. Đây, Friction Cynthia Johnson đây các bạn. Và cái cặp nhẫn mắt này thì nó sẽ đây tầng tư HB là 12% với lại Speed là 8%. Ok, xin xe bình thường thì xin nào này. Giảm 10% deep ARM cái gì vậy thì quá không thể số. Ok, anh đây là Lana các bạn. Đầu trướng ở Akala có áo chuyên về bất kỳ nước khi bất kỳ tất cả street thì ARM đều tên 5% hiệu quả gấp đôi với lại hệ nước. Bọn nào mà chạy nước thì cho em thì tôi phẩm một tình hay ngon quá nó sẽ nhau như là deep sẽ gấp đôi lần nhân lên là các bạn hãy nước nó sẽ là 10% speed deep armor. Đây. Và cực kỳ thú vị là Mekong đã cập nhật những embed rất là mới mình mới chơi và rất là hay. Một cái thứ mới rồi thì nó sẽ bị lỡ các bạn. Nó sẽ bị lỡ. Nó bị lỡ. Đây. Hai tôi chịu em này vào trong này rồi mình hết vé rồi. Đây mình sẽ vào phần hướng dẫn này. Đây. Phần ẩn. Đây. Sẽ có em này. Và có em này nè. Nhưng nó em nó lập tiền và có
em đi chơi tóc này. Có em La Remo này. Em này thì cũng được này. Taxi này. Đây, em lá lợ này. Mà chuyển vào này. Và trong thời gian tuyết nhiều sẽ có mặt em cực kỳ mát. Đây cái này này. Khó cần là tiếng bẩn. Đây cái em này này. Đây tuyết chưa có đâu, cũng là em này tuyết nhiều sẽ có em mới đây em đi Libert. Còn em này là trong bộ EV này và tuyết cũng như thế này và nó thông thường cũng có ngon luôn. Đây em Fennekin mình có nói bé này này em Mabun. Bên này thì nó sẽ cập nhật ít hơn bên kia nhé các bạn. Cho nên kia, à, đúng rồi. Đây, phần bắt tóc là có em này nha các bạn. Rút vui. À, thật tiếc là sương mù là có em da, em này da này. Zuba. Các em em Coffin. Và để xem bắt trong màn hình thì để xem phần bắt chủ này. Ố như bắt chủ gì hay mình chờ đó.